Xin chào cả nhà nhé. Ở phiên trưa nay ngày 25 tháng 4 năm 2024 thì em Thúy lại tiếp tục lên chia sẻ với các bác một số những cái mã hàng xả như là Đai Châu này, nhạn VIP 4N này, thanh đạm này, trầm này. Cái số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768 và địa chỉ Vân Lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhá. Cái phiên trưa nay thì em có một số cái mã hàng. Em sẽ đánh mã từ H9 trở đi nhá. Đầu tiên nó là một cái mã H9 4 cây nhạn. Nhạn này nó là cái hàng nhạn VIP 4N. 4 cây này nó là hàng lỗi bị bỏ lá này. Đây nhá các bác nhá. Cái này về thì mình chăm nó độ khoảng tầm 1-2 năm nhá. Những cái lá mới nó lên là nhìn cây nó khác hoàn toàn luôn nhá. 4 cây này em Thúy chia sẻ các bác giá là 300.000. Và cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Các bác mua một mã nhá thì phí vận chuyển của nó sẽ là 35.000. Trong trường hợp mọi người mua gộp đơn từ 2 mã trở lên thì em sẽ bao cước cho các bác nhá. Đây mặt bông của nó này. Cái dòng này thì nó cực kỳ nổi tiếng rồi. Hoa thơm và rất là bền. Màu sắc thì bắt mắt, sặc sỡ nhá. Đây mọi người nhìn cái cây ở trong hình như này. Vài năm nữa là cái cây của mình nhá. Mình chăm nhá, nó cũng sẽ như thế này. Nó sẽ bắt đầu nó lên lá mới này. Và nó sẽ đẻ con ở gốc nhá. Cái hoàng nhạn Thái này thì hoa của nó sẽ nở rải rác từ tháng 4, tháng 5 dương về tầm tháng 10 dương nhá. Cái mã H10 của em là 2 cây nhạn này. Cái mã này thì nó đẹp hơn, nó chỉ lỗ một tí xíu thôi, 330.000 cho em nhá. Đây tình trạng cây đây. Mọi người xem video thì mình xem kỹ giúp em nhá. Em quay chi tiết rồi đấy ạ. Đó, cái mã này thì nó bị bỏ lá. Nhưng mà nhìn chung thì cây tương đối là đẹp. Mã số 11, H11 này. Của em 2 cây, 360.000. Đây, cái mã này lỗi đây nhá. Lỗi không đáng kể luôn ạ. Nó rách một tí tí ở đầu lá thôi. Nhưng cái lá bên trên nó to nên nó cũng che đi rồi. Còn cái cây này này, nó chỉ bị một tí cháy thôi. Một cái đốm cháy rất là nhẹ luôn nhá. Đó. Như cái hoàng nhạn này thì khả năng lớn nhá là trong năm nay là nó sẽ sổ hoa đấy ạ. Sang tiếp mã H12 nhá. Là 3 cây châu to, châu Thái này nhiều màu nhá. 390.000. Đây. Một con bò sữa này. Cái hàng châu Thái này thì nó cũng sẽ không được đẹp mướt mát đâu. Cây của nó thì nó cũng hơi bị lỗ nhẹ một chút xíu nhá. Cây thứ hai cho em là một con đỏ cherry này. Dòng này thì vòi hoa siêu dài rồi. Mọi người nhìn cho em cuống hoa cũ này này. Nó dài hơn lá nhá. Cái dòng này vòi hoa của nó sẽ phải dài tầm 30-40 đấy ạ. Và đây một con màu hồng cánh sen. Hồng sen cho em này. Chậu 2 cây nhá. Đây nó bị cắt cái lá này. Cái này là lỗi vận chuyển đó mọi người. Không có thối nhũn gì đâu. H13 cho em này. Là một mã 5 cây. Cũng 390.000 cho em nhá. Đó. Sữa này. Một mã 5 cây ít nhất là sẽ được 3 màu. Còn không thì sẽ được 4-5 màu các bác nhá. Cam này. Sen này. Đốm này. Đấy, lực lực qua đã được 4 màu rồi. Hàng nó sẽ hơi lỗi tí tẹo nhá cả nhà nhá. Nhìn cho em đây này. Tình trạng lá này. Nhưng mà không phải là cây nào cũng lỗi ạ. H14 cho em nhá. 5 cây, 390.000. Đây cái mã này nó là cái mã lá mít xếp chữ V. Cái lô mít xếp chữ V này thì màu của nó chủ yếu là hồng cánh sen, trắng lưỡi đỏ, trắng lưỡi tím và màu trắng nhá. 5 cây cho em. Lá xếp chữ V này này thì chủ yếu nó là vòi hoa chỉ thiên nhá. H15 5 cây cũng 390.000. Đây mọi người nhìn cho em này. Lỗi nhẹ đây này. Cái lá của nó gọi là nó hơi bị sức sức nhẹ một tí thôi. Này con này xếp đẹp chưa? Mọi người cứ mua cái hàng này mà trồng ạ. Nó rẻ ngang. Nhiều khi là còn rẻ hơn cái hàng kg đấy các bác. Cái này về bây giờ mọi người ghép nhá. Mọi người ghép trực tiếp luôn lên trên giá, lên trên lúa hoặc là vào chậu luôn cho em ạ. Vì nó đã là hàng thuần rồi. Nó có cái lực, cây nó rất là khỏe. Nên là nó sẽ ra rễ cực kỳ nhanh. Về các bác không cần phải kích rễ nữa đâu. Mình về mình chỉ cắt bớt đi cho em những cái rễ khô dài ở gốc thôi. H16 cho em mã cuối nhá. 3 cây 450.000, 3 cây to đấy ạ. Cái mã này thì em lựa 3 cây 3 màu cho mọi người nhá. Có một sen này, một đỏ sắc pháo này và một bò sữa nhá. Đây. Lá xếp nhá, 3 cây này tương đối là đẹp luôn ạ. Đây này.
hơi lỗi một tí nhá. Cái này là cái vết vận chuyển. Đây, để tiếp theo video thì em sẽ đi lên một số những cái mặt hàng thuần khác nữa nhá. Thanh đạm Indo của nhà em đây các bác nhá. Trời ơi, lần này em về cái chậu nó to, siêu to khổng lồ luôn nhá các bác nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Về rất chi là nhiều luôn này. Các bác ơi, bao la bát ngát luôn nhá các bác nhá. Bao la bát ngát cho các bác lựa chọn này. Nhiều lắm. Và cái thanh đạm Indo này của nhà em là em bao hàng bảo hành cho các bác là chuẩn thanh đạm Indo, chứ không phải là như ở trên những cái trang mạng khác người ta bán là 100 mấy bó là không phải thanh đạm nhá. Đây là bao chuẩn hàng xịn luôn. Nhà em nhập khẩu trực tiếp cho nên là giá cực kỳ yêu. Em cho các bác xem mặt hoa trước hẳn ạ. Mặt hoa này. Cái nói về cái dòng thanh đạm Indo thì hoa gọi là nó là siêu thơm của nó đi. Thơm lắm lắm ấy. Mà hoa nó ra thì Đây nó đây. Hoa nó ra thì gọi là siêu bền luôn. Siêu bền luôn nhá. Một cái cần bông này của nó ra, nó phải ra một như là một suối hoa luôn. Và cái hàng thanh đạm này thì nó có hai mùa hoa. Một mùa hoa vào tháng 5, tháng 6 và một mùa hoa là tầm tháng là chuẩn Tết nhá. Thế cái tầm tháng 5, tháng 6 thì nó có hoa nhưng mà nó ra ít thôi, nó không ra nhiều sai hoa như là hoa Tết này. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này. Các bác nhìn này. Gọi là siêu to khổng lồ, em Thúy chia sẻ với các bác giá độc chỉ có 290.000 thôi. Chậu to nặng lắm, chậu này nó phải rơi tầm 3 cân rưỡi 4 cân một chậu nhá. Siêu to và rất là nhiều thân. Một số cây nó đang ra hoa muộn này, nó vẫn đang tiên lên tiếp mầm hoa này. Đó. Đấy. Rất là nhiều thân, phải vài chục thân luôn như các bác nhá. To ú hộ lên. Nhà em chia sẻ có 290 một chậu thôi, các bác mua 4 chậu em Thúy miễn phí ship. Cùng một cái chậu này, cùng một cái hàng này mà những cái shop khác có shop người ta bán 370.000, có số shop người ta bán 400-420.000. Nó y xì như này nhưng mà tại làm sao họ ai bán đắt như vậy? Họ tại vì họ nhập qua khâu trung gian đã mất mấy chục nghìn một chậu rồi. Nhà em là bán hàng nhập trực tiếp cho nên là giá cực kỳ yêu thương. Và đối với cái hàng này thì về các bác lên sang chậu cho em nhá. Đây, nhìn các bác nhìn nụ nó vẫn đang tiếp tục ra. Sang chậu để làm gì? Để cho nó có đất nó đẻ thêm con nhá, cây nó đẻ nhanh hơn gà nữa các bác nhìn này này, nó đẻ loài ra này. Siêu to khổng lồ luôn, nặng vừa cao to vừa đẹp dai. Mà giá độc chỉ có 290.000 thôi nhá. Siêu luôn. Và cái hàng này thì em cũng nói rõ luôn, hàng đấy nó là hàng thanh đạm Indo, cho nên là lá nó không được mướt mát như cái hàng công nghiệp. Nó sẽ bị tình trạng lá nó như thế này nha các bác nhá. Đó, thi thoảng nó sẽ bị tình trạng lá như thế này, nó không được mướt mát. Nhưng mà chậu siêu to nhá, gọi là chậu siêu to khổng lồ luôn. 290.000 một chậu, các bác mua 4 chậu em Thúy miễn phí ship. Rất chi là nhiều luôn nhá các bác nhá. Nhà em nhập hàng trực tiếp này về, nhiều bao la bát ngát. Và cái hàng này em nói rõ lại một lần nữa nhá, hoa siêu thơm luôn. Và ra hoa liên tục. Trời ơi, cái mùa hoa nhà các bác mua nhà em thì biết rồi đấy. Bền cực kỳ luôn. Đấy, về các bác phải sang chậu cho em nhá. Cái hàng này thì em cũng nói lại một lần nữa là nó không ưa nước đâu. Các bác tưới nhẹ cho em. Khi nào các bác thấy cái giá thể nó khô này thì các bác hãy tưới nhẹ nhẹ tiếp cho em, chứ đừng phun đẫm nước là nó sẽ bị thối nhá. Nó sẽ bị thối. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa, đó là hoàng hậu xanh. Cái dòng này được nổi mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa này. Trời ơi, chậu keo to đẹp dai nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu phê luôn nhá. Cái dòng này thì hoa nó sẽ ra rải rác từ tháng 4 cho đến Tết luôn. Nói chung là hầu như là cái hoa này nó ra quanh năm luôn. Đây này. Từ cái lúc mà các bác nhìn thấy cần bông chưa? Mỗi một cần bông này lúc mà nó đạt được cái độ dài tối đa để nó phải ra hàng trăm bông hoa nhỏ li ti nhá. Đó, để các bác nhìn này, phê chưa? Video em quay đấy, hoa cực kỳ phê luôn nhá. Và hoa siêu thơm luôn. Hoa siêu thơm, siêu bền. Từ cái lúc mà nở lên bông, lên nụ cho đến lúc mà hoa nở hoa tàn, nó phải mình phải chơi hoa được 4-5 tháng nha các bác nhá. Đó. Hàng này củ siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, một chậu rất là nhiều thân luôn. Siêu to khổng lồ luôn này. Cao to này. Em Thúy chia sẻ với các bác giá 150.000 một chậu. Các bác mua 4 chậu em Thúy miễn phí ship.
Đây các bác nhìn này, cao to nhá, lực lưỡng luôn, siêu dài luôn, siêu to luôn này. Một cái chậu này nặng lắm, là phải rơi vào tầm 3 cân rưỡi. Và có một cái điều đặc biệt lưu ý như thế này, em bán hàng nhiều thì em kinh nghiệm nhá, khi các bác nhận hàng có những cái cây này, đây là nó vỏ cây nhá, nó đen đen như vậy, thì các bác đừng trừ tiền em nhá. Đây là vỏ cây, mình bóc nó đi nhá. Không nhiều bác cứ bảo cây này nó thối, nhưng mà đây là vỏ cây nhá các bác nhá. Hàng này về thì các bác sẽ sang chậu cho em, sang một cái chậu to để mình trồng sang một cái chậu to để cho nó cây nó đẻ con, nó đẻ con siêu đẻ luôn nhá các bác nhá. Đây này, một số cây bắt đầu nhú nụ rồi. Đây nụ đấy các bác nhá. Nhưng em Thúy bán hàng không có nụ nhá, để tránh là nó về mình, tránh trong quá trình vận chuyển nó chẳng may, hoặc bây giờ cây nó mới đang đầu mùa, nó chưa có nụ hết thì em bán hàng chưa có nụ, nhưng em bảo hành có nụ có hoa hết cho các bác nhá. Và cái hàng này thì là em nhập ở cái vườn này, nó trồng cây, họ trồng tự nhiên không phân thuốc nhiều, cho nên là lá nó không được mướt mát như cái hàng công nghiệp nhá các bác nhá. Đó, siêu to khổng lồ luôn. Các bác nhìn này, cổ nó to này, cổ tay em còn thua xa nhá. Đó, 150.000 một chậu. Các bác mua 4 chậu em Thúy miễn phí ship. Và bây giờ nó vào đầu mùa, nụ bắt đầu nó mới trồi lên nhá. Nhưng em Thúy bán hàng không nụ nhá các bác nhá. Ôi dồi ôi, hoa đã thì thơm thơm dã man luôn đấy các bác ạ. Siêu phê luôn. Và đây là một cái dòng lan, tên gọi của nó là tóc tiên hương dừa nha các bác nhá. Đẹp cực kỳ. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa siêu dài và siêu thơm luôn nhá. Thơm đúng như cái mùi kẹo dừa của mình ăn, thơm như thế nào thì cái cây này hoa nó nở thơm đúng như vậy này. Đó. Hàng này hàng A cộng của nhà em Thúy nhá. Đẹp long lanh luôn các bác ơi. Một chậu rất là nhiều thân. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 180.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu như thế này em Thúy miễn phí ship. Đây các bác ơi, cái hàng này về thì mình lên sang chậu cho em để cho nó cây nó đẻ nhá. Đây là mình, người ta trồng cấy này, người ta chỉ làm giống bằng cái chậu này thôi, nhưng về mình phải trồng ra cái chậu to để cho đẻ. Cây này nó đẻ gọi là siêu nhanh luôn. Hoa thì siêu sai luôn. Trên mỗi một cái ngách cổ này nó sẽ ra một suối hoa nhá. Ra một suối hoa, hoa cực kỳ thơm. Và các bác ơi để ý cho em nhá, trên thị trường người ta cũng bán tóc tiên hương dừa. Cái chậu các bác nhìn có thể là nó giống như thế này, nhưng mà nó cổ nó bé hơn, cổ nó bé hơn và thân nó ít hơn như cái chậu này nha các bác nhá. Hàng này hàng nhà em Thúy là hàng A cộng của nhà em, 180.000 một chậu. Các bác chỉ cần trồng 1, 2, 3 chậu gì đấy, góp vào một chậu thì cực kỳ siêu to. Và các bác lúc hoa nó ra nở ra gọi là thơm thơm ơi là thơm luôn. Hàng xóm còn phải sang hỏi thăm nhá. Đấy, hàng xóm phải sang hỏi thăm hôm nay cái mùi gì mà nó thơm thế. Thơm đúng như mùi kẹo dừa. Đây, đấy, hoa nó sẽ ra từ cái ngách này nhá. Ngách cổ này ra đấy, mỗi cái ngách cổ nó bắt đầu nó ra này. Tứ xung quanh hoa thơm lắm. Và mùa hoa của nó bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 trở đi. Bây giờ có một số cây nó đang sưng nụ rồi nhá, nhưng em bán hàng không nụ ạ. À. Em bán hàng không nụ. Hoa đấy đấy. Hoa bắt đầu từ thời nở từ tháng 5, từ tháng 4, tháng 5 trở đi nhá các bác nhá. Ôi, trông nó đẹp lắm, mấy nữa mà nó ra hoa thì siêu thơm luôn. Đấy. Củ siêu đẹp luôn nhá các bác nhá. Châu giống cập bến nhá các bác nhá. Hàng này hàng châu Thái, hôm nay về nhà em về được nhiều màu lắm. Toàn những màu mới, màu hot hit rồi nhá. Như màu tím chớp này. Màu tím chớp này. Đỏ chớp này. Tím đốm bò lu này. Màu bò sữa này. Sữa đẹp chưa các bác ơi? Đấy, màu bò sữa này, màu cam đào này. Cam đào hay gọi là còn gọi là cam cà rốt nhá. Đó, ở trên đây nó, ở đây nó bị lóa ánh sáng làm các bác nhìn không rõ. Màu hồng cánh sen này. Và đặc biệt là mấy cái màu này. Màu coqui này. Màu xanh cốm, màu vàng nhá các bác nhá. Đây em lấy cho các bác xem màu xanh, màu tím cà rốt này, xanh cốm này, vàng này. Đấy, vàng này các bác này. Đây. Vàng đây các bác ơi, vàng này. Màu vàng này, màu xanh cốm này. Đó, toàn màu đẹp thôi. Ngoài ra nó có màu đỏ,
đỏ đỏ ngọc trai nhưng mà ít thôi. Hàng này một cốc này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Một cốc này nó có trung bình, nó có từ 2 cây nhá. Một cốc trung bình 2 cây. Hôm nay em chỉ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. Và cốc này các bác ơi nhìn tay em nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Nó không to đâu, em quay gần này. Em quay xa này. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Một cốc 2 cây như này em chia sẻ với các bác là 190.000. 10 cốc tương đương với 20 cây là một rổ này nhá. Em Thúy bao ship 190.000 10 cốc này. Em Ba Thúy bao ship. Một cốc nó trung bình nó có 2 cây nhá. Đấy, có cây nó sẽ to hơn một chút và có cây nó sẽ nhỏ hơn một chút. Nó phụ thuộc vào màu hoa. Ví dụ như cái cây này là cây màu hoa màu vàng ấy này. Màu vàng, màu trắng. Màu vàng, màu trắng, màu xanh cốm. Tím đốm bờ lu. Tím chớp, đỏ chớp. Màu coqui. Màu cam cà rốt. Rất là nhiều màu. Hàng này hàng giống mới cho nên là nhiều hóa ra toàn những cái màu hot hit ở trên thị trường thôi. Đó, 190.000 10 cốc tương đương với 20 cây. Em Thúy bao ship nhá. Rất là nhiều luôn. Cái hàng này về thì các bác tha hồ cấy ghép trồng nhá. Trên thị trường người ta đang bán là một cốc của người ta là 220.000. 220.000 10 cốc thì chỉ có một cây thôi, nhưng nhà em một cốc của nhà em nó có 2 cây nha các bác nhá. Một cốc nó có 2 cây. Đó. Các bác nhìn tay em nhá. Ước lượng này xem cây to hay nhỏ, nhìn tay em này. Đấy, một cốc nó có 20 cây. 10 cốc nó có 20 cây nhưng trên thị trường người ta đang bán là một cốc chỉ có một cây thôi. Nhà em Thúy nhập hàng trực tiếp cho nên giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa. Gọi là siêu hoa luôn nhá. Trầm rồng đỏ ạ. Các bác ơi, một số cây nó đã ra hoa rồi. Nhưng cái cây nào ấy nó ra hoa rồi thì nó mới có mầm gốc nhá. Còn đây em đang bán hàng nụ này các bác nhìn này. Nụ gọi là quá trời là nụ luôn, các bác nhìn đi chưa. Nụ phân nhánh rồi nhá. Đấy, có cây nụ phân nhánh rồi, có cây là nó mới vừa hé hé ra. Đây các bác nhìn này. Đấy, nói về cái trồng trầm rồng đỏ này thì trầm rồng đỏ này thì hoa siêu thơm luôn nhá các bác. Siêu thơm, siêu bền. Nó là trầm rồng đỏ, nó là cực kỳ nổi tiếng rồi. Rất là sai hoa luôn. Hoa không thơm không lấy tiền nha các bác nhá. Cái dòng trầm này không thơm không lấy tiền này. Thơm lắm lắm ý mà mặt hoa này. Các bác ơi. Đó. Tất cả đều đang có nụ phân nhánh rồi nhá. Mà và mầm gốc nó chuẩn bị nó lên nha các bác nhá. Đấy nữa các bác mua to ấy thì nó mới có mầm gốc lên. Hôm nay em chạy chương trình nhá. Hôm nay em chạy chương trình giá cực kỳ yêu thương luôn. 90.000 một chậu trầm rồng đỏ như thế này. Các bác mua 4 chậu thì giá chỉ còn là 350.000. Và em Thúy miễn phí ship nhá. Đây, 4 chậu như thế này. Đó, nó nói chung là nó cao từ, nó dài từ 30 cho đến 5-60 nhá. Nói chung là cái như thế này này. Ví dụ như các bác mà lấy những cái chậu cao to, thân dài thì nó sẽ ít thân. Đây em lấy thí dụ luôn như thế này. Đây các bác lấy cái chậu như này. Chậu 3 thân thì thân nó sẽ dài hơn nhá. Chậu 3 thân thì thân nó sẽ dài hơn. Tất cả đều nụ phân nhánh hết rồi. Mua những cái lúc này thì cực kỳ yên tâm luôn. Cực kỳ là yên tâm luôn nha các bác nhá. Đây này, nhà em về rất chi là nhiều nhiều luôn nhá. Đấy, hôm nay em chạy chương trình giá siêu yêu thương luôn. Và em cũng nói rõ một điều như thế này. Cái chậu ngắn ngắn như thế này thì nó được tầm 4 thân nhá. 4-5 thân trở lên. Ngắn hơn nữa thì được 5 thân. Còn trung bình nó cứ 4 thân. Còn chậu dài thì 3 thân. Thậm chí là nếu mà có những cái cây siêu to mập như thế này thì nó chỉ có 2 thân thôi. Dài lắm các bác ơi. Ôi giời, những cái này, những cái dài như thầy thì em nói thật thì cũng không có nhiều. Đây, dài như thế này thì nó 2 thân nhá. Dài lắm lắm ấy. Và các bác ơi, các bác nào mà đây, một số cây mầm non nó lên rồi nhưng mà em bán hàng là hàng nó nụ nó đã phân nhánh rồi, nó đã ra phân nhánh rồi thì nó chưa lên mầm, nó chuẩn bị nó mới lên mầm nữa các bác nhá. Và bác nào đến nhà mình chọn thì giá khác nhá. Không thể có cái giá như thế này thì em cũng nói thẳng luôn, một số bác bảo cô bán như thế này. Nhưng mà đời nào các bác đến nhà các bác lại bảo lấy những cái chậu bình thường. Các bác phải chọn hàng trăm chậu, như hàng mấy trăm chậu như vậy các bác phải chọn. Chọn đi chọn lại nha các bác bảo có bằng này tiền thôi thì còn trừ tiền ship cho tôi là em không bán nhá. Em nói rõ luôn cho khỏi mất lòng. Đấy các bác nhìn này, trông cây rất chi là khôn luôn. Rất khôn cây và nụ nó đang phân nhánh rồi nhá. Em nay em chạy chương trình mới có cái giá chương trình nhiều, mới có giá như này nhá. Còn bây giờ trầm rồng đỏ là ít nhà có lắm. Chỉ có hàng nhà em là hàng chữ thì mới còn. Em mua về em chữ thì mới có nhá. Hoa siêu thơm luôn.